hồi Huế kiểu bụng tư tư xuyên á, những loại gia vị người Hoa bạn, sau đó là vị hậu là vị thơm của cái vị hành, vị cua, gia vị cua thôi, thì đa số là heo hoặc là nó trộn bột vô bạn, nó làm giống kiểu như chả và chả lụa mình á. Và để kết thúc cái món ăn vặt cho bố các bạn trong phần series này là món đây món thanh cua cây. Ở thanh cua này mọi người đã review rất nhiều mẫu rồi, nhưng mà cái nhà xem thử cái mẫu này mẫu mới nè bạn nha. Đó, bạn thử coi bốn vị coi như thế nào ha, nó có khác không bạn nha. Ok, mình được, bạn sẽ vào chi tiết cả nhà nha. Ok, giờ mình sẽ vào review chi tiết cái món thanh cua này nha. Đây, thanh cua cây nè. Đây, các bạn coi cái mẫu nha, tại vì Trung Quốc thì mình không biết tiếng nên mình coi cái mẫu là chính thôi. Đó, các bạn lưu ý cái mẫu nha, mình sẽ review vào chi tiết cái mẫu này, thanh cua cây. Trung Quốc đa số món cây nhiều lắm bạn. Giờ mình sẽ khui nhang, mình sẽ lọc bên dưới bên trên. Mình đã thấy mấy cái món kia lại lọc bên dưới này là đợt bên trên lại. Này mở nha. Thanh cua thử thế nha, thơm nhưng mà có cái mùi gia vị khá là nồng nàn nha. Như vị này giống kiểu như vị mấy cái gia vị mà của người Hoa, tại vì gia vị của Hoa nó có chục loại gia vị mình không biết rành lắm nha, mình chỉ biết được nhiều cũng nhiều mà chưa biết đến nỗi biết hết, vì sống ở Trung Quốc thì mới biết được hết gia vị này các bạn. Mình thử ăn miếng nha. Này như bột cam thảo, bột bột quế, bột hồi ít à, nó dùng mấy cái gia vị người Hoa, bột cam thảo, bột quế, bột hồi, nhẹ nhẹ lắm, bột cam thảo rất là nhẹ nhẹ mùi mà không có nặng mùi, dễ ăn nha, ngon lắm. Này giống như kiểu xúc xích. Xúc xích mà chứ không phải là xúc xích dạng giả cua, vị cua các bạn. Đó. Nghe các bạn xem nguyên con à. Ngon. Cắn ban đầu cắn vô thấy vị thơm của xúc xích. Sau đó là vị hậu là vị cua. Cũng có ngọt ngọt tí xíu thôi, mặn mặn cũng ok, mặn hơi nhiều hơn xíu. Cái cây the thé. Cái thé bên là tiểu cái tư tứ xuyên á, thơm. Đó. Nó ăn ngon nha. Nó cắn vô sẽ bị ngọt mặn nè, vừa đủ rồi, cái cây vừa đủ. Vị thơm của mấy cái mùi dao vị thả cam thảo, hồi Huế kiểu bột tư tứ xuyên á, những loại gia vị người Hoa á bạn. Sau đó là vị hậu là vị thơm của cái vị hành, vị cua, gia vị cua thôi. Thì đa số là heo hoặc là nó trộn bột vô bạn, nó làm giống kiểu như chả và chả lụa mình nữa. Đó. Thì hành cua là đa số vậy các bạn nha. Đó. Chỉ thêm tẩm gia vị cho nó thấm vào trong là ngon. Ok, cái món này mình chấm điểm là ta cũng tầm được 8 điểm 8 rưỡi các bạn nha. Khá là ngon, dễ ăn các bạn. Cái điều vậy mình nấu hết gia vị thì sẽ hơi khó ăn đó, nên mình lý do sao mình cho khoảng tầm 8 điểm là 8 rưỡi maximum thôi đó, không hơn được tại vì cái gia vị nồng quá thì nhiều người bị xong hết rồi nha. Đó. Ăn là ngon mà dễ ăn mà dai ăn cua hơn ăn dễ hơn, ăn với bia rượu thì khỏi nói rồi, uống nước ngọt cũng được bạn nha, cũng ngon, nên thử coi nha. Good option nữa. Ok, thì cái món này nãy mình đã nói với bạn rất là ngon, nếu những món mà mình trước mình đã thử thanh cua đó tuyệt vời nha, nhưng mà cái gia vị thì nó hơi nhiều xíu thôi, còn lại ok good, nên thử nha, 8 điểm.